Quý thính giả thân mến, tối ngày 10 tháng 9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình vui hội trăng rằm năm 2019 cho các em thiếu nhi của trường tiểu học Long Hòa. Ghi nhận hoạt động này, phóng viên Xuân Tùng đưa tin. Tham gia vui hội trăng rằm, các em thiếu nhi trường tiểu học Long Hòa được thưởng thức chương trình văn nghệ, xem kịch, quạt náo chú cuội chị Hằng, tham gia các trò chơi có thưởng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 54 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Long Hòa, tặng 400 phần quà trung thu cho học sinh của trường. Đồng thời, các em còn được tham gia phá cỗ trung thu và nhận một phần quà trung thu gồm lồng đèn, bánh trung thu, bình nước uống. Kinh phí cho hoạt động vui hội trăng rằm năm nay khoảng 50 triệu đồng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre vận động Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre và các mạnh thường quân tại thành phố Bến Tre hỗ trợ. Quý thính giả vừa theo dõi xong phần tin chi tiết. Ủa anh ba, anh làm gì mà ngồi mơ mộng vậy? Ơi, mơ mộng gì đâu chị ơi. Tôi đang coi cái ao tôm mà buồn quá trời nè. Chị nhìn kìa, nước ao đục tôm yếu rớt dài dài. Ủa, anh chưa dùng Ambio hả? Ambio hả? Đúng rồi, Ambio là vi sinh sống, có chủng vi sinh nhập từ Nhật Bản, công nghệ cao chuyên dùng cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm đó anh. Ambio giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, ổn định môi trường nước, ngăn ngừa hình thành khí độc như NO2, NH3, H2S. Vi sinh sống Ambio giúp tôm siêu hấp thụ dinh dưỡng, lớn nhanh mà lại tăng sức đề kháng nữa, khỏi lo dịch bệnh luôn. Thiệt vậy hả chị? Ừ. Mà Ambio đó có an toàn không? Trời, Ambio đã vào top 100 nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản đó anh. Có Ambio, tôm khỏe, ăn nhiều, an toàn, tốt cho sức khỏe, đảm bảo cuối vụ bội thu luôn. Ambio hiện đang bán rộng rãi trên cả nước đó anh. Anh cứ tới đại lý gần nhà mình nhất là có hàng luôn. Wow, nếu vậy thì phải đi mua về dùng ngay mới được. Ambio, vi sinh thiết yếu cho người nuôi tôm. Quý thính giả thân mến, thời gian qua, huyện đẩy mạnh thực hiện chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, huyện tăng cường thực hiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Các hoạt động đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp từ tỉnh, huyện, xã được phối hợp tốt. Qua đó, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh không ngừng phát triển. Phản ánh. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.